Dạ vâng, và kính thưa tất cả các quý bà, rất vinh dự cho Ngọc Sơn ngày hôm nay được trở về đây nhận lời mời của ban tổ chức để tham dự chương trình quý bà ngày hôm nay. Và Ngọc Sơn rất là xúc động, và lời đầu tiên cho phép Ngọc Sơn được trân trọng gửi tới tất cả các quý bà đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe, lời chào sum họp chúc mai một nhà. Quý vị đây có muốn nghe hát chầu văn không ạ? Người ta thường nói rằng có tâm có đức thỏa sức mà ăn, đúng không ạ? Và nhân dịp này cho phép Ngọc Sơn được đưa quý vị trở về với tâm linh, với cội nguồn của dân tộc. Hãy đến với một giá hát và chầu văn cô bé Thượng Ngàn, mong rằng cô bé sẽ ban tài tiếp lộc cho bách gia trong họ nhà nào lộc ấy. Cho tất cả các quý bà chúng ta 3 năm, 100 năm sau nhan sắc vẫn như thế này. Có được không ạ? Những tràng pháo tay ở cuối cùng đâu ạ? Và bây giờ xin mời quý vị hãy hướng về sân khấu để lắng nghe khúc hát văn Giá cô bé Thượng Ngàn. Treo
cảm ơn những tình cảm, những tràng pháo tay của quý vị đã dành cho Ngọc Sơn với giai hát bạn vừa rồi rất nhiều. Và Ngọc Sơn muốn hát nhiều lắm nhưng mà chương trình còn rất là dài. Xin được cảm ơn quý vị và chúc sức khỏe các quý bà rất nhiều.